Nếu như những anh em nào đã từng đặt câu hỏi cho mình cách đây một năm trước ấy, Thì chắc bây giờ là muốn đấm mình lắm ấy nhở Tại vì là đây là video trả lời câu hỏi cách đây một năm trước trên tab cộng đồng <laughs> Lý do vì sao mà mình lại làm cái video trả lời câu hỏi như này á Thì đơn giản thôi, <laughs> hết tiền đói Nên là thôi, làm cái video trả lời câu hỏi Biết đâu những anh em nào mà chưa biết mình là người như thế nào Hay là hiện tại cuộc sống mình đang tệ như thế nào Thì mình cũng có thể là trả lời anh em trong cái clip như thế này Thôi vào việc nhá, câu hỏi đầu tiên này khi anh làm YouTube ấy thì gia đình có cản và cằn nhàn không và làm TikTok từ khi nào? Ờ thì thực ra là mình làm cách đây 7 năm cơ. Thì cái hồi đấy là năm học cấp 2 đã bắt đầu mình mày mò YouTube rồi nhưng mà không có view, cũng đã có khoảng thời gian mà khóc, khóc không phải vì gái mà là vì không có view. Thật sự luôn đêm mơ nằm triệu view xong dậy không phải triệu view thế là khóc thế là từ đấy là cũng bắt đầu là nỗ lực hơn cố gắng hơn làm nhiều video hơn đến cái năm thứ năm thì bắt đầu là có một tí view rồi có một tí phim rồi thì bắt đầu dần dần là làm nhiều làm nhiều thì bây giờ nó thành ra như thế này và nó đã hình thành nên một kênh thương hiệu của mình như anh em đang xem hiện tại gia đình có cần nhằn và cản không á không còn ủng hộ cơ thu nhập từ youtube của anh là bao nhiêu Ờ, cái này nó hơi nhạy cảm ờ, Nói 1 tỷ thì tất nhiên anh em sẽ bảo bốc phép mà Nói 2 triệu thì anh em không tin Thì tôi nói thẳng luôn là đủ ăn Nói chung là đủ tiền là mua quần áo, đủ tiền đóng tiền trọ Đủ tiền ra xe cột cây, đá bát cháu lòng Nhưng mà tiền học thì hơi thiếu Anh có dự định sẽ làm content mới cho kênh trong tương lai không ạ? Ừ, có, thì thực ra là mình luôn luôn ấp ủ là sẽ luôn có những cái content mới ở trên kênh của mình thì mình muốn là kênh của mình nó đa dạng hơn chẳng hạn như hiện tại này mình đã bao giờ làm Q&A đâu thì đây là số đầu tiên của Q&A đây và mình mong là tương lai là mình sẽ có những cái số mới làm cho anh em bất ngờ đấy nha ủng hộ nha tiếp theo này anh làm clip buồn cười thật. À, buồn cười là phấn khởi rồi chứ đừng buồn buồn là xóa kênh đấy. Thường thì anh làm một video mất bao nhiêu thời gian và một mình anh tự edit hay là có ai khác làm hộ. Thì thường thường là một cái video mà anh em xem ở trên kênh ấy thì thường thường nó sẽ mất vào khoảng 2 đến 3 ngày. Tức là sẽ có một ngày lên ý tưởng hoặc thậm chí là hai ngày hoặc khi nào mà mình lười ấy thì có thể là một tuần mới xong một cái ý tưởng. Ý tưởng xong thì viết thì cũng mất khoảng một ngày. Đấy, một ngày xong thì quay mất một ngày edit thì mất một ngày lười lười thì hai ngày mà lười nữa thì ba ngày đấy thì để mà hoàn thiện xong một cái video hoàn chỉnh chỉnh chu ấy thì nó rất là vất vả như anh em thấy ấy, như mình vừa kể đấy còn chắc chắn là những video là mình tự edit rồi chứ còn uh, tiền ăn thì không đủ như thuê người edit nữa thì mà chết đói à tiếp theo này cái người quay cùng hiếu tên gì anh em hay hàng xóm à cái thằng quay cùng mình á thằng tối cãnh con á à thằng em mình ấy mà Mày, cái thằng lợn này. tại sao anh ra ít video vậy ờ à, đấy thì như mình là vừa trả lời đấy thì là à, bận quá bạn bận, ạ à, bận học mày, rồi à bận đủ thứ chuyện trên đời nói chung là bận lắm nhá. Anh làm clip xóm thể thao tập 6 nhé. Thực ra là clip xóm thể thao thì mình thấy là nhiều anh em ủng hộ thật, ủng hộ ghê gớm luôn, ủng hộ kinh khủng khiếp luôn. Cái series đấy thì thực sự là mình rất là tâm đắc, tâm đắc đến cái nỗi mà mình phải rời lại một thời gian, mỗi một tập dành rất là nhiều thời gian để sản xuất ra nó. Cái lần gần nhất mình làm trận bán kết là cũng được 3 tháng rồi. 3 tháng đấy thì mình đang rất là nghiên cứu để làm trận chung kết chứ không phải mình lừa nhá, không phải mình lừa đâu nhá, anh em đừng có hiểu lầm. Sẽ có trận chung kết, sẽ có trận chung kết. Chắc là ngày mai đấy. Clip của anh làm em cười đau hết cả bụng à, Hy vọng là em đừng táo bón Làm sao để có ý tưởng về anh Mong được lên TV Chúc mừng em được lên TV nhé. Điều gì khiến anh làm Youtube à, Nói chung là miếng cơm manh áo bạn ạ Thực ra thì mình thấy làm Youtube cũng được rất là nhiều cái lợi ích ý Đấy chẳng hạn như là xây dựng hình ảnh này Hay là có thể là rèn luyện những cái kỹ năng mới Ví dụ là edit rồi là sản xuất rồi là tư duy Rồi là viết kịch bản các thứ Nó rất là có lợi cho nên là mình quyết định mình lao vào và tất nhiên là sẽ phải có đam mê nữa nhé. Còn à, câu hỏi tiếp theo là anh có người yêu chưa? Chưa có. <laughs> câu trả lời đấy. Nếu không làm YouTube thì anh sẽ làm nghề gì ạ? Ờ à, mình nghĩ là thợ xây rồi là công nhân thợ điện, phụ hồ, thợ xăm, họa sĩ, kỹ sư, bác sĩ, lái xe, đấy, nói chung là mình có thể làm được rất là nhiều nghề nhá. Anh có đi học đại học không anh? Có chứ. Hiện tại là mình đang là sinh viên của trường Đại học sân khấu điện ảnh Hà Nội. À, mình à, ra ít clip là cũng lý do là vì học nhưng mà học thì mới có tương lai nha. Khi mà mình có kiến thức rồi ấy, kiến thức của mình vững và mình giỏi trong một cái lĩnh vực nào đấy rồi ấy, tiền sẽ tự đến. Cho nên là anh em đừng bao giờ coi thường cái việc học đại học nha. Học đại học rất quan trọng và đúng thật là khi mà mình học đại học thì mình có rất là nhiều cơ hội mới mở ra. Đấy, đấy là lý do mình ít ra clip là như thế đấy. Học nhé. Chào anh Ngô bất hiếu thôi bỏ qua nha sai tên. Anh nhầu quá bỏ qua nha sai chính tả. Trong quá trình làm YouTube anh đã có ý định bỏ lần nào chưa ạ? À? Bỏ chứ nhiều ừ. lần lắm rồi và hiện tại là đang là cái lần không biết lần thứ bao nhiêu rồi mình đang có ý định bỏ rồi nhưng bỏ thì không có tiền đấy cho nên là à, mình không thể bỏ được và tất nhiên là mình sẽ không bỏ kiểu làm video có nội dung như anh em xem hiện tại đâu nhá anh em yên tâm chỉ là mình sẽ làm bớt đi để mình có thể tập trung được vào những cái cách làm khác để cho kênh nó thú vị hơn và nó đa dạng hơn như anh em nhá sao anh lại muốn làm youtube cái này trả lời rồi bỏ qua nhá anh bao nhiêu tuổi thì không làm youtube nữa ạ thì mình thấy là cái độ tuổi phù hợp nhất để mình ngừng làm youtube đó là cái độ tuổi nào mà mình thấy phù hợp mình bỏ thì mình bỏ Chứ hiện tại là mình cũng không biết là độ tuổi bao nhiêu mình bỏ Có thể là 23 tuổi, 25 tuổi, 30 tuổi Mình uh, là một cái thằng uh, không có nghề gì thì mình vẫn sẽ làm Youtube Thực ra thì mình vẫn làm Youtube nhưng mà mình sẽ làm ít đi Hoặc là mình sẽ bỏ làm Youtube để mình có thể tập trung vào cái nghề mình đang theo Lẳng nhẳng cái nhở anh, anh em không cần hiểu đâu anh học lớp mấy và học trường nào? Không dép làm chó, gâu làm YouTube rồi nổi tiếng thế này thì lúc đi học có ngầu lòi không anh? À, anh em sẽ nghĩ là sẽ rất là ngầu đúng không? Nhưng không, mình thấy là nó cũng không có gì để mình có thể là tỏ ra ngầu lòi, tại vì là trường mình toàn người nổi tiếng thôi anh em, trường mình toàn người nổi tiếng thôi, toàn nghệ sĩ ưu tú rồi là toàn là diễn VTV rồi là diễn truyền hình, điện ảnh cũng có luôn. Nói chung là ở trong cái môi trường mà mình đang theo đuổi ấy, thì là mình chỉ là một cái hạt cát ở trên bãi biển Em muốn hỏi anh câu này, ngày xưa anh có học giỏi không? Không, rốt đặc Đến cái lúc mà mình thi tốt nghiệp có những cái môn cần phải tính toán logic như kiểu là toán rồi là địa lý các thứ ấy Mấy môn đấy mình không biết thì mình khoanh bừa Mà mình khoanh bừa có công thức ấy, mình học công thức khoanh bừa trên mạng ấy Thế là mình khoanh bừa Thế nên là anh em phải hiểu là mình học rốt đến cái mức nào Hồi đi học ấy thì mình là một trong những cái thằng mà học rốt nhất lớp anh có phải đầu tư quá nhiều về nghề này không và nguồn động lực để anh làm nghề này là gì thì mình thật sự là mình đầu tư về cái nghề này mình rất là đầu tư về cái nội dung Nội dung thì cũng khá là chỉnh chu Thế cho nên là mình mới uh, có được những cái video mà nhiều view và được nhiều người biết đến như ở thời điểm hiện tại Và nguồn động lực để anh làm nghề này là gì? Động lực thì cũng không hẳn Tại vì là thực sự là mình làm nghề này là vì đam mê vì mình thích thì trước đấy là mình cũng làm khoảng 7 năm, à 5 năm Cái lúc mà không nổi tiếng là 5 năm Thế cái 5 năm đấy mình làm mình chả có tiền gì nhưng mà hai năm cuối thì khi mà mình tìm được cái chất riêng của mình rồi Mình làm ấy, bắt đầu mình cảm thấy nó ra tiền Thì bắt đầu mình đầu tư hơn Mình phải học nhiều kỹ năng hơn Quay dựng đẹp hơn, chất hơn Cẩn thận hơn, chỉnh chu hơn Cho nên là những cái clip của mình được nhiều người yêu thích Anh làm Youtube có mệt không anh? Mệt chứ, mệt lắm ấy Đấy, Nhưng mà nếu mà được donate thì sẽ không mệt Anh ơi em đố anh, anh hãy chia sẻ Về bộ phim xóm thể thao lấy ý tưởng từ đâu anh À, đầu tiên là đây không phải là bộ phim nhé Đây chỉ là một clip giải trí vô tri thôi Nó là thuần giải trí luôn chứ nó không có Một cái ý nghĩa nhân văn nào cả Những Anh em xem chỉ để vui hết Còn phim thì nó lại một kiểu khác thì mình không nói <laughs> Còn về lấy ý tưởng từ đâu ấy Thì về tuổi thơ của mình thôi Thì mình sinh năm 2K3 thì bây giờ cũng được 20 tuổi Là một trong những cái thế hệ cuối cùng có tuổi thơ Hồi bé là mình không được tiếp xúc với công nghệ Cho nên là những cái anh em ở xóm ấy Rất là hay rủ nhau đá bóng rồi đá là đánh cầu lông ở sân đình Chiều nào cũng có mặt ở sân đình chơi với nhau là một chuyện hết sức là bình thường đấy còn bây giờ thì hiếm thật những ngày xưa thì mình đá bóng nhiều thì mình cảm thấy nó vui Mà trẻ con đá bóng nó khác với bây giờ lắm Bây giờ đá bóng thì là vì tiền hết Cứ mỗi lần ra sân là 30, 70, 60 hay là 50, 50 là anh em đá là cực lực Còn ngày xưa là đá là vì vui Bây giờ ngồi điều hòa nhiều nó bị quen ấy Thì ra ngoài nắng thì anh em sẽ dễ bị cảm nắng đúng không? Nhưng mà không, hồi đấy trẻ con khỏe lắm 12 giờ trưa ra bổ cù liên tòi tội Nó vui là ở chỗ đấy Thì những cái ý tưởng của mình hiện tại mình đang làm ấy Nó hoàn toàn là đều lấy từ cái tuổi thơ của mình hết Con mèo này còn cái xóm thể thao ấy thì mình cũng là lấy một chút cảm hứng từ idol là Châu Tinh Trì của mình thì ông ấy có một cái phim là về đội bóng thiếu lâm ấy, ông ấy luôn luôn là làm quá đà lên ấy, xem rất là thú vị cho nên là những cái clip xóm thể thao của mình đôi khi là nó hơi phi logic nhưng mà nó vui, quan trọng là nó vui là được và cái quan trọng là triệu view và nó kiếm được tiền. <laughs> Hợp lý quá gì nữa. có thế hết câu hỏi rồi đấy. Nhanh thế ấy nhỉ. Thế thôi nhá, hôm nay là kết thúc clip tại đây. Thì hôm nay là có cái video đăng là vui rồi. Hợp lý nhỉ. Yeah.